Đấy anh gửi cho người ta. Một đôi là 150 này. Ừ. Đây nha, còn đực thì bắt riêng con đực ra. Ơ sao này? Kệ đang quay. Một đực. Đực đấy được trắng đen này. Đực này được trắng to to cũng đẹp, trắng đen có vàng. To được mấy lạng đấy? Con này á? Còn đấy chắc bảy này lạng. Hai lạng rưỡi, hai lạng. Lúc có to ấy. À to thì 1 cân. 8 lạng 1 cân. Có con hơn cân, cân ba. Thank you.
hôm nay là ngày 21 tháng 3. Em có review cái đơn hàng theo như yêu cầu của các bạn. Thì đây là một khách hàng đã dùng rồi. Đã mua của mình rồi và mình chuyển ba con chuột. Trong đó là một con chuột đực là màu trắng đen, hai con chuột máy trắng vàng và đen vàng. Thì mình đóng cả cỏ vào đây. Cho cỏ vào đây. Cho cỏ vào. Các bạn nhìn kỹ thì đây nó là chú chuột. Vậy là cái kênh của em luôn luôn có những cái con chim cảnh để bán cho các bạn, phục vụ cho các bạn. Các bạn có thể đăng ký kênh theo dõi những video của mình chia sẻ. Mình sáng nào mình cũng gửi hàng lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng thì đây là giới thiệu sơ bộ mồi. Đây là chim mồi. Bạn nào chơi mình cho mồi của mình ốp mồi quay một cấp luôn. Mồi chim khiển thái Phượng Hoàng Lửa. Rồi rất nhiều những chú chim nữa. Nhưng mà các bác là như vậy. Hôm nay em sẽ gửi hàng. Đây là cổng nhà đồng chí Thao, chim cu gáy, đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Có lẽ là đến giờ mình phải ra đầu ngõ mình gửi cho xe khách rồi. Thì xin chúc các bạn một buổi sáng thật là hiệu quả trong công việc và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Em phải cho ít cỏ vào này các bạn nhé. Em gửi đây, em gửi đi chú Bắc Giang này. Đây là một đôi, em gửi một đôi trắng đen rồi trắng đen vàng. Đôi này em gửi về cho trẻ con nó chơi cảnh, cháu nó thích thì bác bố mẹ gọi bằng mua bằng được. Em gửi về đây là bến xe Phùng, đây là bến xe Phùng, đây là bến chú Bắc Giang. Các bác là mua chuột thì đây chính là cơ sở mà phục vụ các bác sát sườn luôn. Đấy, đây đen xì này, các bác nhìn con đen xì này. Đèn xì có luôn. Cỡ nào cũng có, loại nào cũng có, màu nọ màu kia đủ hết các bác nhé.
Em chuyên ship hàng đi toàn các khu vực miền Trung với miền Bắc là em gửi chuột rất là ok luôn. Đấy. Nhà em thì chim chuột đà điểu. Đấy. Mọi người nhìn cái logo này biết là em xác định là làm một kênh về con chuột lang này để phục vụ các bạn trên toàn quốc. Mọi chi tiết các bạn liên hệ là 033 5305 9982 và 0989177982. Đấy, đây em bán con chuột rất là đẹp các bạn nhé, rất đẹp luôn, để tranh tư quý luôn, tranh tư quý. Chim gáy thì có những con đẳng cấp luôn, em có những con chim gáy đẳng cấp luôn, em ốp vào cho các bạn biết là nó gù như nào. Ở đây rồi, thấy chưa? Ú đi. Đó, rất nhiều lồng, rất nhiều chim các bác nhé, nhiều lắm. Các bạn muốn mua chim khách, chim khiển, chim mồi đầy đủ hết, kể cả phượng hoàng lửa luôn. Đấy, sáng nay thì em vừa ra lồng bán bỏ con trà màu, sáng nay em vừa bán con trà màu xong. Đà đa đây, đà đa đây các bác, em chuột đà đa. Một đôi đà đa. Một đôi đà đà. Mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ đến đồng chí Thao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay là 19 tháng 3, em có gửi cái lô đà điểu cứng cáp đàn anh một chút, do yêu cầu khách hàng đặt nuôi lại, đến tầm to thì bán. Rất là to luôn các bạn nhé. Thì đây là trang trại nhà em. Trang trại nhà em rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Thì em đóng lại em gửi đi Cẩm Phả. Anh em dán đi. Em đang đợi hàng thì em gửi đây, em gửi đi Cẩm Phả Quảng Ninh thì các bạn nhé. Đà điểu rất là to. Đà điểu rất là to, ngoan ngoãn nằm im. Đà điểu thì em gửi cho ông cả cái thuốc úp hôm nay em gửi. Các bạn mua con giống đà điểu, mua chim, mua gáy và mua chuột lang, các bạn liên hệ cho em là 033
5305982. Các bạn xem cái thông tin. Em ở ngay cổng trại đà điểu chị Phương đây. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm.